Ngày hôm nay ở buổi thứ 9, teacher Amy đã giới thiệu cho các bạn hai phần. Phần thứ nhất, useful language, nói về lời xin lỗi. Và phần thứ hai, học về chủ đề đồ ăn. Ok, phần thứ nhất chúng mình cũng ôn tập useful language, cách nói lời xin lỗi cho người anh nha. Ok, khi mà chúng mình mắc lỗi với bố mẹ này, ông bà này hay cô giáo, chúng mình sẽ nói như nào nhỉ? Chúng mình sẽ nói như nào? Bằng tay lại, cross your arm and say I'm sorry. I'm sorry. Okay, các bạn đã nhớ chưa? Khi mà chúng mình mắc lỗi, chúng mình phải nói xin lỗi. I'm sorry. Okay. I'm sorry. Khi mà người khác mà nói xin lỗi mình, chúng mình nói như nào? It's okay. Không sao cả nha. Khi mà người khác mắc lỗi với mình và người khác nói I'm sorry, thì mình nói it's okay, không sao hết, ok? Đó, và phần thứ hai chúng mình học về đồ ăn, food. Ok, phần thứ nhất chúng mình đang học là gì nhỉ? Bread. Các bạn nhìn câu nhé. Bread. Bread. Ok. Bread. Can you see the bread here? Các bạn nhìn thấy cái gì đấy không ạ? Ok, number 2, ice cream. Ice cream. Các bạn nhìn câu phát âm nhé. Ice cream. Ice cream. Ok, các bạn nhìn thấy cái gì không? Ice cream đấy. Vậy các em rất là ngon đúng không ạ? Yummy. Ok, từ thứ ba chúng mình được học là pizza. Pizza. Các bạn nhìn chiếc pizza rất là xinh đẹp, tròn trĩnh đằng kia không ạ? Look at me. Pizza. Pizza. Ok. Từ thứ tư chúng mình được học là cake. Cake. Một cái bánh rất là to, rất là đẹp. Cake. Cake. Ok. Chúng mình đã học 4 từ nói về đồ ăn và học một cấu trúc hỏi về đồ ăn mà bạn yêu thích nha. What do you like? What do you like? I like bread. What do you like? Bạn thích cái gì? Ví dụ thì cho Amy thích ice cream. Cho Amy sẽ nói là I like ice cream. What do you like? Bạn thích cái gì? Ok, các bạn trả lời giúp cho Amy nhé. What do you like? I like. Ok, các bạn chọn một trong bốn đồ ăn của chúng mình nha. Ok, khi mà các bạn ăn xong, các bạn thấy ngon, rất là ngon, chúng mình sẽ nói là gì nhỉ? Yummy, yummy. Còn nếu mà ăn xong, và chúng mình thấy là không thích cái đồ ăn này và thấy đồ ăn không ngon, chúng mình nói là yucky, yucky. Ok, đồ ăn ngon, chúng mình nói là yummy. Đồ ăn không ngon, yucky. Ok, chúc các bạn ôn bài vui vẻ nha. Bye bye, see you again.